Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, cây giảo nữ hoàng của em hôm bữa em có quay cho cả nhà xem á, thì hôm nay nó nở quá trời đẹp luôn nè, cho nên là muốn quay cho cả nhà mình xem ha. Thì cả nhà nhìn thấy những con ong nè, nó bay á, rất là nhiều luôn cả nhà, nó đù nhóc hết trơn luôn nè. Thì em đứng đây thì nghe cái mùi thơm ngào ngạt của mai luôn cả nhà. Ở đây cả nhà nhìn thấy ong rất là nhiều luôn. Và hoa này phải nói thì em nhìn rất là thích cái hoa này luôn cả nhà. Thứ nhất là hoa nó to nha, cả nhà nhìn cái hoa của em là cái hoa này nó bằng 4 ngón tay của em luôn nè. Và cái phơm hoa của nó là phơm hoa tròn, nhìn rất là tuyệt vời cả nhà. Nụ của nó thì nó lên đều hết luôn nha, cả nhà nhìn nè, bông chùm không. Nhìn nè, cả nhà nhìn thấy ha, nó bích chịch cái cây luôn nè cả nhà. Đó, bích chịch luôn. Cả nhà nhìn nè, nhìn thấy mê luôn cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè, nó ra chùm nào chùm nấy, bành không, mà nó bích chịch luôn cái cây luôn á cả nhà. Nó nụ nè ha, nụ lên rất là dữ luôn. Đây nè, cả nhà nhìn nè, ong bay nhóc luôn, rất là thơm ngào ngạt luôn cả nhà. Và hoa của nó cũng rất là to, phơm tròn, màu vàng thì nó vàng rất là tươi, rất là đẹp cả nhà. Đó, ai thích cái loại mai giảo nữ hoàng thì xin hãy alo bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Thì loại này thật ra thì cũng đã có hồi năm rồi cả nhà, nhưng mà em cũng không có ghép, lý do là phải để test mặt hoa. Thì em thấy mặt hoa thật sự vừa rồi thì có đã test nhìn những cái hoa gió là em thấy rất là đẹp rồi, cho nên là bắt đầu nhân giống. Và hôm nay thì em để cái cây mai này cho nó ra thì nhìn thấy là rất là tuyệt vời luôn, cho nên là cái giống mai này sẽ được chọn lọc đưa vào vườn mai của Chiếc Chè Bông ha. Bởi vì vườn mai bên em thì luôn chọn lọc những giống mai này dễ chăm nè, hoa đẹp nè, dễ xử lý hoa cả nhà. Rồi xin mời cả nhà hãy cùng xem cây giống nha cả nhà. Rồi đây cả nhà, thì em vừa giới thiệu với chúng ta đó chính là cái mặt hoa của cái giảo nữ hoàng ha. Một cái phơm hoa rất là tuyệt vời, mùi hoa rất là thơm luôn, và cây thì rất là dễ chăm. Thì bên em có một số cây giống như thế này nha cả nhà. Thật ra thì em không có cây lớn nha, cây nhỏ, em nói cây nhỏ nha, không có lớn nha cả nhà. Đây cây như thế này, nhìn trong điện thoại lúc nào nó cũng sẽ sống động hơn ở bên ngoài, cho nên cả nhà lưu ý cái phần minh họa của em nha. Đây chiều cao nè, một ngón tay của em nha ha, có cây thì cao hơn chút nhưng mà đều cạnh nhánh nè, nó thùm lùm như vậy nè, lá thì rất là tốt luôn nha. Lô này rễ thì xử lý đủ kiểu nha cả nhà, củ nở nè, rễ thú nè, nói chung nó tùm lum kiểu hết á cả nhà. Đó đây thì về chúng ta cũng lấy được một ít bo để nhân giống ha. Đó đây rễ nè cả nhà nhìn ha. Rồi lô nè giảo nữ hoàng này em bán với giá là 100.000 một cây, 3 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Nếu mà ai thích giống giảo nữ hoàng thì xin hãy alo cho vườn mai của nhà em nha cả nhà. Nếu thích xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của em nha. Đó đây cả nhà nhìn thấy ha, đây chính là giảo nữ hoàng. Thì hổm ngày vắng bóng một ít rồi, thời gian rồi em không có hàng, hôm nay em có lại một ít thôi. Nếu mà ai thích thì hãy nhanh tay nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.